chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động tại Lào Cai nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị với mục tiêu phấn đấu mỗi hộ gia đình ở khu vực nông thôn có ít nhất một người trong độ tuổi lao động được tạo việc làm mới hoặc có thu nhập ổn định. Giai đoạn 2021-2023 và quý 1 năm 2024, Lào Cai đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 48.523 người, đạt 79,5% so với kế hoạch giai đoạn, có 579 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thời gian tới, các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh kịp thời nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các nhà trường, cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh liên kết, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động, nâng cao hiệu quả chính sách vay vốn cho người lao động tham gia học nghề và tạo việc làm. Năm 2024, Ban Vận động Quỹ vì Người nghèo tỉnh phấn đấu vận động nguồn quỹ đạt hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh phấn đấu vận động đạt 6 tỷ đồng, cấp huyện và xã phấn đấu đạt 8 tỷ đồng. Thời gian vận động ủng hộ quỹ từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024. Hình thức ủng hộ, các tổ chức cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, địa chỉ phố Phùng Chí Kiên, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, cạnh trụ sở khối 3 vào các ngày làm việc trong giờ hành chính. Ủng hộ thông qua tài khoản Ban Vận động Quỹ vì Người nghèo tỉnh Lào Cai. Tài khoản số 1000007066669999 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Tài khoản số 37610905109491046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. Trường hợp ủng hộ trực tiếp có địa chỉ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng hiện vật hoặc hỗ trợ trực tiếp làm nhà đại đoàn kết, tư liệu sản xuất, sinh kế, đề nghị liên hệ với Ban Vận động Quỹ vì Người nghèo tỉnh để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện. Tuyến đường sắt Yên Viên Lào Cai qua địa phận tỉnh Lào Cai dài 65,43 km, tuyến phố Lu Xuân Giao dài 11,56 km. Tuy nhiên, trên cả hai tuyến đường sắt này có tới 177 lối đi tự mở băng qua đường sắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Để lập lại trật tự an toàn, góp phần phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông đường sắt, tỉnh Lào Cai chỉ đạo các địa phương có đường sắt đi qua, phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông vận tải, khẩn trương tiến hành rà soát, lập kế hoạch tham mưu cho tỉnh, làm các đường gom, quản lý chặt chẽ không để phát sinh lối đi tự mở. Đối với các lối đi tự mở đang chờ xóa bỏ, Công ty Đường sắt Yên Lào phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn như bố trí người cảnh giới khi có tàu qua, cắm biển cảnh báo, giải tỏa tầm nhìn, lắp đặt đèn, xây dựng gờ giảm tốc cảnh báo. Công an tỉnh tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, kịp thời phát hiện các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn, kiến nghị các giải pháp khắc phục. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng được hàng trăm mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Cùng với xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình kết nghĩa đồn trạm, kết nghĩa bản, bảo vệ đường biên mốc giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai còn luôn đồng hành giúp bà con vùng biên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đời sống được nâng cao, cư dân biên giới yên tâm bám đất, bám làng, tích cực phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ đường biên mốc giới. Được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ con giống thì phấn khởi lắm. Các chú cũng hướng dẫn làm chuồng cho gia súc để đảm bảo vệ sinh môi trường. Bà con giờ yên tâm phát triển sản xuất, chăn nuôi để có thêm thu nhập. Khi được phân công giúp đỡ bà con phát triển kinh tế thì cũng xác định là đến với bà con bằng tình cảm, trách nhiệm và giúp đỡ bà con để bà con phát triển kinh tế. Khi bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống thì bà con cũng sẽ có cái yên tâm để cùng với Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ đường biên cột mốc. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng quân sự tỉnh cũng xây dựng được gần 30 mô hình dân vận khéo. Trong đó, mô hình dân quân vững mạnh, thôn bản bình yên đang góp phần tích cực bảo vệ đường biên mốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Năm 2023, Công an tỉnh đã xây dựng thành công 12 mô hình dân vận khéo, nâng tổng mô hình trong toàn lực lượng lên 29, tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng nông thôn mới, thực hiện chuyển đổi số, đảm bảo an sinh xã hội, từ đó nâng cao hiệu quả công tác, củng cố niềm tin trong nhân dân. Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, thì phong trào dân vận khéo tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên giới quốc gia. Nói đi đôi với làm, phong trào dân vận khéo trong lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang lan tỏa thực chất, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng an ninh vững mạnh. Những năm qua, diện tích cây ăn quả ôn đới trên địa bàn tỉnh có xu hướng phát triển mạnh, tổng diện tích toàn tỉnh hiện đã đạt 4.195 ha. Diện tích cây ăn quả ôn đới cho thu hoạch là 2.653 ha, còn lại đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Các giống cây ăn quả chủ yếu là mận tam hoa, mận tả van, lê VH6 và đào. Các vùng cây ăn quả lớn tập trung ở các huyện Bắc Hà, Simacai, Bát Sát và Thị xã Sapa. Mỗi năm, tổng sản lượng các loại cây ăn quả ôn đới đạt trên 10.000 tấn, giá trị ước đạt trên 300 tỷ đồng. Lào Cai phấn đấu hết năm 2024, trồng mới 533 ha, tập trung nguồn lực nhằm xây dựng ổn định và nâng cao chất lượng vùng trồng cây ăn quả ôn đới, gắn với phát triển sản phẩm OCOP và phát triển du lịch nông nghiệp. Với địa hình phức tạp, phân tầng độ cao lớn, chia cắt mạnh, những năm qua Lào Cai phải chịu khá nhiều tác động và ảnh hưởng của thiên tai. Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 11 đợt thiên tai ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ sở hạ tầng, đời sống của nhân dân. Trong đó có 4 đợt rét hại, 7 đợt dông lốc kèm theo mưa lớn, mưa đá. Thiên tai làm 1 người bị thương, 1.355 nhà ở và công trình phụ trợ, 20 trường học, 1 trạm y tế, 11 nhà văn hóa thôn bản, 5 công trình thủy lợi cùng một số hạ tầng bị ảnh hưởng, hư hỏng. Ước tổng thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra là hơn 62 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, tỉnh đã quyết liệt chủ động thực hiện tốt công tác phòng, ứng phó và khắc phục hậu quả của thiên tai, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Nắng mưa đan xen trong những ngày qua là môi trường lý tưởng để các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên diện rộng, nhất là các loại dày và bệnh đạo ôn hại lúa xuân. Ngành nông nghiệp đang cùng các địa phương và bà con nông dân triển khai các biện pháp phòng trừ, xử lý để bảo vệ diện tích lúa trong toàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Bảo Yên. Diện tích lúa này của gia đình bà Hoàng Thị Liên chỉ hơn một tháng nữa là được thu hoạch. Nhưng gần một tuần nay, bà Liên đứng ngồi không yên bởi toàn bộ diện tích lúa của gia đình đang bị dày tấn công. Cây lúa bị vàng vọt, khô héo như thế này. Bà Liên dự tính năng suất và chất lượng gạo vụ này sẽ giảm mạnh. Lúa thì nó đã mắc bệnh rồi thì nó ảnh hưởng rất là lớn về cái bực độ rỗ của nó, không rỗ là như kiểu nó bị nghẹn đồng ấy, nó không rỗ được, cái hậu quả của nó là thu hoạch chắc là khéo còn không thu hoạch được ấy. Với phương châm phòng hơn chống, vụ này gia đình bà Nguyễn Thị Liên chọn giống lúa Thiên Ưu 8 để gieo cấy. Thế nhưng do ảnh hưởng của thời tiết, 1/3 diện tích lúa của gia đình bà vẫn bị nhiễm bệnh. Việc phun phòng trừ là biện pháp duy nhất lúc này được gia đình áp dụng, với hy vọng vớt vát được phần nào công sức vất vả bỏ ra. Có đốm đỏ ở chân lá, bắt đầu là tớ sẽ đi mua bát xa, mấy lại giấy lâu về để tớ phun. Phun một lần và 4 ngày hôm sau tớ phun lại một lần nữa. Thế sau khi đó nó cũng đỡ đi rồi, sau một thời gian núi nhà tớ lại bị dày tiếp. Sản lượng thì nói thật ra nói là nếu như so với năm ngoái thì năm nay chỉ được độ 50% thôi, chứ không được ổn, mà kể cả ngô thì chắc là cũng mất trắng thôi. Vụ xuân năm nay, huyện Bảo Yên cấy trên 2.600 ha lúa. Do thời tiết nắng mưa đan xen, nhiệt độ thay đổi đột ngột đã tạo điều kiện cho nhiều loại sâu bệnh tấn công gây hại. Trong đó chủ yếu là các loại dày lưng trắng với diện tích nhiễm gần 30 ha. Để hạn chế thiệt hại, ngành nông nghiệp huyện đang đồng hành hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ phù hợp, hiệu quả nhất. Khuyến cáo nhân dân là sẽ tích cực thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm ngay từ ban đầu, và cái quan trọng nhất là chúng ta tuân thủ 4 đúng. Ví dụ như là dày thì phải phun khi mà dày giai đoạn tuổi non. Cái thứ hai nữa là phải phun đúng thuốc và tuyệt đối là ra các hiệu thuốc mua thì không phun kèm
các cái loại phân bón lá hay là các cái loại thuốc khác nên theo khuyến cáo của cán bộ khuyến nông cơ sở. Ngành nông nghiệp khuyến cáo quá trình phun thuốc, bà con cần tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, đặc biệt cần thực hiện phun đại trà cùng một thời điểm tại các thửa ruộng gần nhau để đảm bảo hiệu quả, tiêu diệt mầm bệnh, giúp cây lúa phục hồi và phát triển, ảnh hưởng thấp nhất tới năng suất và chất lượng gạo. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Việt Nam hiện là nước ASEAN duy nhất thực hiện hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Trong đó, tạng từ người hiến chết não chiếm 6%, còn lại là tạng hiến từ người sống. Nhu cầu ghép tạng rất lớn, tuy nhiên còn rất ít người đăng ký hiến tặng mô tạng sau chết não. Bộ Y tế đang vào cuộc rất quyết liệt, yêu cầu các bệnh viện thành lập hội đồng chẩn đoán chết não. Các bệnh viện phải có đầu mối để báo cáo nguồn hiến tạng lên Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Khi có số lượng người hiến tạng tiềm năng, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người sẽ phối hợp với các sở y tế, bệnh viện có biện pháp phù hợp để tư vấn, thuyết phục, tổ chức, hướng dẫn để các gia đình ủng hộ, đồng ý để người thân hiến tặng mô tạng khi chết não. Từ đó cho cơ hội sống cho những bệnh nhân cần mô tạng để ghép. Ngành dự trữ nhà nước sẽ xuất cấp bổ sung, hỗ trợ học sinh các tỉnh Hà Giang, Bắc Giang, Lâm Đồng, Cao Bằng và Quảng Trị hơn 58.300 kg. Tổng cục dự trữ nhà nước phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh khẩn trương tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch phân bổ, bảo đảm đúng quy định. Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh đảm bảo việc tiếp nhận, phân bổ, sử dụng gạo dự trữ quốc gia, hỗ trợ học sinh đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian của năm học. Không để xảy ra thất thoát tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối, sử dụng gạo. Đồng thời có phương án tổ chức vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố đến các trường học hoặc địa điểm thích hợp để cấp phát cho các đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hậu Giang có 375 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, đạt hơn 50% kế hoạch. Lao động chủ yếu làm việc ở các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Hiện nay còn gần 190 lao động trúng tuyển các đơn hàng đang chờ xuất cảnh. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tiếp tục phối hợp thông tin về ngành nghề đang tuyển dụng, mức lương được thụ hưởng qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người lao động của tỉnh khi tham gia xuất khẩu lao động và tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tăng số lượng người đi làm việc nước ngoài trong năm nay. Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas vẫn tiếp diễn tại Gaza, hôm qua nhiều cuộc tuần hành ủng hộ người dân Palestine đã diễn ra tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Tại Tokyo, Nhật Bản, hàng trăm người, trong đó phần lớn là người Palestine, đã xuống đường tham gia tuần hành, hô vang các khẩu hiệu, bày tỏ sự ủng hộ và tình đoàn kết đối với người dân Palestine. Cùng ngày, hàng nghìn người đã tham gia biểu tình tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, chỉ trích các vụ tấn công của Israel tại Gaza, đồng thời kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha công nhận nhà nước Palestine, cũng như cắt đứt quan hệ với Israel. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Cộng hòa Iceland và một số nước thành viên EU khác đã lên kế hoạch công nhận nhà nước Palestine vào ngày 21 tháng 5 tới. Số người thiệt mạng tại nhiều tỉnh ở Afghanistan do mưa bão và lũ quét xảy ra từ giữa tháng 4 đến nay đã tăng lên hơn 330 người. Con số trên được Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đưa ra hôm qua, trong bối cảnh chính quyền Taliban đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Mưa lớn những ngày qua đã khiến nước sông tràn bờ, cũng như xảy ra tình trạng lũ quét tại nhiều ngôi làng và đất đai nông nghiệp tại nhiều tỉnh ở Afghanistan. Chính quyền Taliban cùng nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế đã triển khai lực lượng cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo, đồng thời cảnh báo nhiều khu vực đã bị phong tỏa do lũ. Tỉnh Baghlan ở miền Bắc Afghanistan nằm trong số những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, khi Chương trình Lương thực Thế giới cho biết đã có hơn 300 người thiệt mạng tại đây, cũng như hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại. Ngày 12 tháng 5, một cơn bão mặt trời mạnh nhất trong hơn 2 thập kỷ qua đã tấn công trái đất, gây ra hiện tượng cực quang ở nhiều nước, từ Australia cho đến Anh và Mỹ. Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian thuộc Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ cho biết, vụ đầu tiên trong số các vụ phun trào nhật hoa, hiện tượng plasma và từ trường phóng ra từ mặt trời diễn ra từ đêm 11 tháng 5, sau đó nâng cấp thành một cơn bão địa từ cực mạnh cấp G5. Cơ quan này cho biết, bão mặt trời có thể ảnh hưởng đến sóng radio, GPS và vệ tinh trong ngày 12 tháng 5. Theo các chuyên gia, từ trường dao động gắn liền với bão địa tử
sẽ tạo ra dòng điện trong các dây dẫn dài, có khả năng gây mất điện. Các tàu vũ trụ cũng gặp nguy hiểm với lượng bức xạ lớn. Để chào mừng đại lễ Phật đản và lễ hội bánh bao truyền thống Trường Châu vào tuần tới, Cục Phát triển Du lịch Hồng Kông Trung Quốc tối qua đã tổ chức biểu diễn thiết bị bay không người lái quy mô lớn ở khu vực cảng Victoria thuộc quận Loan Tể. Rất đông du khách và người dân Hồng Kông đã có mặt tại cảng Victoria để xem buổi biểu diễn kéo dài tầm 10 phút này. Khoảng 1.000 thiết bị bay không người lái ở độ cao 90m hiển thị nhiều hình ảnh khác nhau đầy ấn tượng như bánh bao mang dòng chữ bình an, núi bánh bao, mảng hoa hay hình ảnh sư tử. Những ngôi sao nhỏ thắp sáng trên khu vực cảng Victoria đã thu hút tiếng reo hò của vô số du khách háo hức thưởng thức. Buổi biểu diễn đã giúp không ít du khách hiểu thêm về vẻ đẹp độc đáo và góp phần quảng bá văn hóa truyền thống của Hồng Kông. Chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.